Hằng xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ một cách làm sao để chiên khoai tây thật là giòn, ngon theo kiểu phương Tây nha. Nếu như cả nhà thích thì cùng em vô bếp. Thì ở đây em có hai củ khoai tây lớn. Sau khi đã gọt vỏ và rửa sạch thì em sẽ cắt ra từng miếng nhỏ. Sau đó em sẽ chụm vô nước sôi khoảng 3 phút và vớt nó ra để vào một cái thau nước thật là lạnh. Sau đó em sẽ vớt ra rổ và để thật là ráo. Và để vô trong này một muỗng dung tinh bột bắp. Xóc nó lên cho thật là đều. Sau đó mình sẽ cho vô trong một cái hộp và đậy nắp lại để trong tủ lạnh qua đêm khoảng chừng 10 tiếng hoặc 12 tiếng. Qua ngày hôm sau thì em sẽ đem chiên dưới lửa vừa vừa khoảng chừng 5 phút. Và sau đó em sẽ vớt ra để cho thật là nguội. Và mình sẽ chiên lại lần thứ hai. Sau khi khoai tây đã nguội thì mình cũng cho vô chiên lại. Chiếc này mình sẽ chiên cho nó vàng, thật là vàng. Thấy nó vàng ươm thì mình sẽ vớt nó ra. Cả nhà nhìn rất là ngon, giòn. Và sẽ cho vô trong này một ít muối và xóc nó lên. Cả nhà nghe tiếng giòn của khoai tây chiên chứ? Rất là ngon. Giống y như ở quầy bán hàng của các chỗ bán hummus. Rất là giòn, rất là ngon. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Và xem cái độ giòn của nó nhé. Rất là giòn luôn đúng không? Em cảm ơn cả nhà đã cùng em theo dõi video này nha. Mến chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video kế nha. Bye bye.